đấy chính là người cạnh tranh với Lò Thị Hoa. Và lần đấu này thì tất cả chúng ta sẽ cùng cổ vũ cho Lò Thị Hoàng khi vận động viên đến từ Sơn La sẽ có một cú ném ngoạn mục. Lò Thị Hoàng cố lên, chúng ta sẽ cùng cổ vũ cho cô gái của Việt Nam. Cả sự chú ý lúc này được dành cho Lò Thị Hoàng. Rất quyết tâm, cú ném của Lò Thị Hoàng hy vọng là xa nhất có thể. Tuyệt vời, cú ném tốt hơn rất nhiều so với vận động viên của Thái Lan. Niềm tin đổi màu huy chương cho cái kỳ SEA Games 30 nên trở nên hiện diện trước mắt chúng ta với cú ném này của Lò Thị Hoàng. Kỷ lục được thiết lập bởi Lò Thị Hoàng, tấm huy chương vàng, những giọt nước mắt của Lò Thị Hoàng, những giọt nước mắt hạnh phúc, những giọt nước mắt của chiến thắng. Và lá cờ Việt Nam sẽ được Lò Thị Hoàng, niềm vui của người thân và những cổ động viên có mặt trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Lò Thị Hoàng với lá cờ Việt Nam, một tấm huy chương vàng tuyệt vời so với kỳ SEA Games 30 cũng đã thất bại trước vận động viên Naka của Thái Lan và chỉ có được huy chương bạc. Nhưng năm nay trên sân nhà trận đấu quốc gia Mỹ Đình, Lò Thị Hoàng đã có được vinh quang với tấm huy chương vàng cùng những giọt nước mắt hạnh phúc. Xin chúc mừng cho Lò Thị Hoàng và điền kinh Việt Nam, chúng ta đã vượt chỉ tiêu đề ra ở SEA Games 31. Niềm vui và sự xúc động của Lò Thị Hoàng. Điền kinh Việt Nam tiếp tục có thêm vinh quang. Điền kinh đã phá kỷ lục SEA Games. Tấm huy chương vàng không thể ấn tượng hơn trên sân nhà của cô gái Việt Nam. Rất nhiều sự ủng hộ, động viên và có vẻ như Lò Thị Hoàng đang hướng đến gia đình của mình. Chung kết 10.000 mét nữ gồm có các vận động viên. Final 10.000 meter run for women including the following 7 athletes. Số đeo 613 có Chu Linh. Và tiếp theo sẽ là nội dung chung kết 10.000 mét nữ. Chu Linh from Singapore. Số đeo 406 Kinh Mạc Xe, Myanmar. Và chúng ta vừa có thêm được một tấm huy chương vàng đến từ nghĩa đến từ Lò Thị Hoàng. Số đeo 844 ném Lò Thị Thanh, Việt Nam. Và bây giờ sẽ là nội dung chung kết 10.000 mét nữ. Và sau Lò Thị Hoàng thì bây giờ chúng ta lại đặt niềm tin vào Lò Thị Thanh và Phạm Thị Hồng Lệ. Số đeo 408 Quy Gia, Myanmar. Biff number 408 Lisa from Myanmar. Vinh quang cho Việt Nam. Số đeo 842 Phạm Thị Hồng Lệ, Việt Nam. Niềm tin rất lớn đây là Phạm Thị Hồng Lệ from Việt Nam. Số đeo 953 Rubia Fatima là một vận viên vô cùng xuất sắc của lẽ. Biff number 953 Rubia Fatima Martins from Timor Leste. Nếu như không có Nguyễn Thị Oanh thì Phạm Hồng Lệ chính là những người giành được tấm huy chương vàng. Và chúng ta cảm thấy rất may mắn khi đến từ Việt Nam có cả Nguyễn Thị Oanh và Phạm Thị Hồng Lệ. Những cự ly dài thì Hồng Lệ có lẽ chỉ thua kém Nguyễn Thị Oanh mà thôi. Và Lò Thị Thanh nữa, chúng ta cũng rất kỳ vọng vào Lò Thị Thanh sau thành công ở môn ném lao của Lò Thị Hoàng. Mười nghìn mét nữa, 25 vòng sân bắt đầu rồi. Một cuộc đua đường trường thực sự khốc liệt, chúng ta cũng chờ đợi. Đương nhiên là đi xuất phát thì không quá
căng thẳng hay quan trọng ở một cự ly dài như thế này. Chậm nhất là những vòng nước rút. Ngoài Phạm Thường Lệ thì chúng ta còn có Lò Thị Thành nữa. Lúc này thì Phạm Thường Lệ vẫn đang duy trì tốc đầu. Và đây là niềm vui của Lò Thị Hoàng, huy chương vàng ném lao nữ tại SEA Games 31, phá kỷ lục SEA Games. Những giọt nước mắt hạnh phúc và tự hào. Niềm vui của gia đình, của những người đã đến với sân vận động quốc gia Mỹ Đình, vượt qua một quãng đường xa xôi để đến tận sân cổ vũ cho vận động viên, cho người thân của mình. Xin chúc mừng vận động viên Lò Thị Hoàng với tấm huy chương vàng ném lao nữ.